Rồi, thân chào tất cả các anh chị đến với đội nhóm GIF, chương trình của đội nhóm GIF mỗi tuần. Và ngày hôm qua đó, có nhiều anh chị coi cái video về chia sẻ cơ hội kinh doanh trên Facebook Live. Và nếu anh chị nào là người mà mới coi hôm qua và hôm nay vào trong chương trình này thì chúc mừng cho anh chị. Tại vì anh chị vừa vào nhưng mà anh chị đã bắt đầu bước vào để học hỏi cách khởi nghiệp. Và ngày hôm nay trong cái chương trình bước khởi nghiệp đó, thì Thắng sẽ chia sẻ cho anh chị một số thông tin rất là quan trọng về ngành nghề kinh doanh với New Skin như thế nào, và rồi chúng ta làm sao để chúng ta bắt đầu. Ok, bây giờ các anh chị nhìn màn ảnh, Thắng sẽ share screen và nói chuyện qua cái screen. Ok, đây là bước chia sẻ cách khởi nghiệp đối với công ty New Skin, đối với công việc New Skin. Và đây một một số trong chương trình ngày hôm nay đó, Thắng sẽ đi qua một số thống kê đối với các anh chị, sau đó thì sẽ nói về sơ lược về cái mô hình phân phối, rồi cuối cùng đó là mình đi qua sơ đồ trả thưởng, và cuối cùng đó thì chúng ta đi về hệ thống và quy trình làm việc của đội nhóm chúng ta. Ok, rồi một số thống kê về cái mô hình về ngành nghề đó, trong cái ngành nghề bán hàng trực tiếp trên thế giới. Sorry các chị nha, Thắng có thống kê về ngành kinh doanh bán hàng trực tiếp, sơ lược về hình thức phân phối, sơ đồ trả thưởng, và cuối cùng là hệ thống và quy trình, là những cái cách mà anh chị em chúng ta trực tiếp làm việc, làm sao cho hiệu quả nhất, làm sao mà đạt được mục tiêu chúng ta đơn giản nhất. Okay. Một vài thông tin về thị trường, về cái ngành nghề bán hàng trực tiếp ở trên trên nước Mỹ đó, và trong nước Mỹ thì những cái gì ở nước Mỹ nó cũng có cái sự liên can khá gần gũi đối với tất cả thị trường thế giới. Nhưng mà cho các anh chị thấy được này, ở nước Mỹ cái doanh số từ những cái công ty mà bán hàng trực tiếp là 35,4 tỷ, cái này là 2018, bây giờ nó lên rồi, nhưng mà nó là 35 tỷ. Ok, 35 tỷ là một con số không có nhỏ đúng không ạ? Và hồi trước giờ có nhiều người nói bán hàng trực tiếp cái này là đa cấp, cái này là lừa gạt vân vân. Nếu mà có những cái suy nghĩ đó thì chắc chắn là những con số này không ra được. 35 tỷ nó là một ngành nghề lớn. Và hiện tại đó, ở trên nước Mỹ thôi đó, là đã có 6,2 triệu người đang làm việc liên quan tới ngành nghề này. Cái đây là một cái ngành nghề lớn, không phải là một cái gì mà chúng ta đang nghĩ là có may may ra là vài chục người nào đó làm, một vài trăm người nào đó làm, và chỉ có Việt Nam làm vân vân á. Và trong số 6,2 triệu người đó thì 1 triệu người đang làm toàn thời gian, full time, có nghĩa là thu nhập của họ là chỉ nằm ở trong cái ngành nghề này thôi. Rồi có 5,2 triệu người là bán thời gian. Okay. Và ở trong đó thì có 26 triệu người khách hàng xài những sản phẩm từ những cái việc mà trong cái ngành nghề bán hàng trực tiếp này, nghĩa là một con số khổng lồ phải không ạ? Và đặc biệt là trong thời gian qua đó thì con số này càng ngày nó càng tăng. Okay. Cho nên khi mà làm việc với New Skin, cái chị công ty New Skin không phải là một cái công ty riêng biệt, nên công ty New Skin nằm ở trong một cái thị trường rất là lớn. Okay. Và ở trong cái thị trường này bán hàng trực tiếp thì những người tham gia làm việc với bán hàng trực tiếp đó, 75% là phụ nữ, 25% là đàn ông. Trong cái người mà Nam Mỹ Latin đó, ở Mỹ họ khá khá đông đó, ở Mỹ cái số lượng của họ 50 triệu người đó, thì những người làm việc trong cái ngành nghề này thì 22% là người Hispanic, người Nam Mỹ Latin, và 79% là không phải. Còn cái tuổi đó, độ tuổi đó thì các anh chị có thể thấy được trên màn hình đó, phần nhiều đó là từ 25 cho tới 64 tuổi. Cái này chẳng dưới 25 thì rất là ít đúng không? Cái này không phải là một ngành nghề mà chỉ có con nít mới làm, có nhiều người nó rồi trời chỉ có một cái đám mà mười mấy 20 tuổi nó mới đi làm cái này, rảnh rỗi mới làm cái này. Không, những người rất nghiêm túc họ đang làm công việc này. Và có nhiều người cũng nói là cái này hình như công ty New Skin là của Việt Nam đúng không? Ừ. Cái ngành nghề này cũng không phải của Việt Nam, công ty New Skin không phải của Việt Nam. Và khi mà nhìn vào đó
những người đang làm việc trong cái kinh doanh bán hàng trực tiếp thì 1% đó là những người mà Mỹ da đỏ, rồi 4% là Á Châu, rất là ít người Á Châu. Chúng ta rất là ít, chưa nói tới Việt Nam nữa nha, Việt Nam còn nhỏ hơn trong này rất là nhiều. Tất cả Á Châu cộng lại ở Mỹ đó 4% thôi. Rồi người Mỹ da trắng, 85%. Ok, cái số lượng rất là nhiều, và cho thấy được là kinh doanh nước Mỹ, kinh tế như thế nào các anh chị biết đúng không, và nước Mỹ dẫn đầu thế giới trong xưa nay về kinh tế, về phát triển. Và 85% những người Mỹ da trắng họ làm kinh doanh này. Okay, cho nên kinh doanh này có nhiều người có những cái khái niệm không tốt đó. Thật sự kinh doanh này rất là legit, nghĩa là rất là chính đáng. Và trong trong cái thế giới của kinh doanh bán hàng trực tiếp đó thì hầu như mọi ngành nghề họ đều làm theo mô hình này, ít thì nhiều đúng không? Trong đó thì có những cái mà liên quan tới đi chơi này, có những cái ngành nghề vé máy bay chẳng hạn thì cũng qua qua cái kiểu này. Rồi những cái dụng cụ mà học hỏi, rồi áo quần, rồi những cái đồ dùng trong nhà, rồi ngay cả những cái bảo hiểm nè, rồi tài chánh này, họ đều làm với ngành nghề này. Và đặc biệt trong đó cái ngành nghề mà trong cái ngành nghề bán hàng trực tiếp này, cái lớn nhất đó là wellness. Wellness là về chăm sóc bản thân đó, chăm sóc bản thân, giống như là Nu Skin là một trong những công ty về wellness. Wellness là những cái sản phẩm liên quan tới chăm sóc sức khỏe chủ động, chăm sóc tới sắc đẹp, chăm sóc tới khỏe trẻ khỏe đẹp đó. Và 35% những cái công ty mà bán hàng trực tiếp là liên quan tới wellness, tới chăm sóc chủ động. Okay, và Nu Skin nằm ở trong số đó. Và có nghĩa là không phải là chỉ có bán mỹ phẩm là cái này, nhưng mà trong này còn có rất là nhiều dòng sản phẩm, nhiều công ty làm về nhiều mảng khác nhau, họ đều dùng cái mô hình kinh doanh này để phát triển. Cho anh chị thấy được là kinh doanh này, kinh doanh bán hàng trực tiếp không phải là một cái gì nó nhỏ nhoi và một cái gì đó rất là nghiêm túc. Ở thị trường Mỹ thì hầu như tất cả tiểu bang đều có doanh số, tất cả tiểu bang đều có doanh số qua kinh doanh này. Có nghĩa là mỗi tiểu bang ở Mỹ đó thì họ làm việc là có chính phủ của từng tiểu bang, và tất cả những chính phủ này và cả chính phủ Mỹ nữa rất là ủng hộ công việc về bán hàng trực tiếp này. Chứ nếu không thì họ đâu có cho bán khắp nơi tất cả các tiểu bang đúng không ạ? Và họ đâu có cho cả nước Mỹ đều có thể làm việc theo kiểu này được. Có nhiều người nói cái này lừa gạt, có thể lừa gạt được anh, được tôi đúng không? Có thể lừa gạt được một số người, nhưng mà không thể nào lừa gạt được những chính phủ mà lớn như vậy được hết. Và bao nhiêu năm nay, ba mươi mấy năm nay công ty Nu Skin làm việc rồi. Ok, rồi có thêm một thống kê đó, ở trên thế giới ngày hôm nay thêm một thống kê là con người bây giờ, những người mà đặc biệt ở Mỹ nha, ở Mỹ đó là 77% dân số ở Mỹ bây giờ đang hứng thú tới một công việc làm gì mà có sự lựa chọn nhiều hơn, có thu nhập và họ có được cái thời gian linh động, họ có được nhiều lựa chọn. 77% các anh chị, là trên 3 phần 4 dân số ở Mỹ hiện tại đang muốn có một cái gì có thời gian linh động. Cái đó là cái chúng ta đang có đúng không ạ? Cái chúng ta đang có để cho đó. Và trong cái đó đó thì có hai cái dòng chính, một là direct sales là bán hàng trực tiếp giống như chúng ta, và thứ hai là làm những cái việc gig work. Gig work là vậy nè, ví dụ như bây giờ nhà Thắng cần cắt cỏ đi, và Thắng kêu nhỏ hàng xóm nói hey, anh bạn trẻ tôi cần cắt cỏ 2 triệu đồng, bạn cắt thì trả 2 triệu đồng. Thì anh bạn nó ok rồi cắt 2 triệu đồng, rồi anh bạn đó nhà một nhà hàng xóm khác nữa họ cần sửa sơn cái gara, thì anh chàng nó mới nói ok con sơn cho, rồi là trả 5 triệu đồng chẳng hạn, trả 100 đồng. Thì đó là những cái gig, là những cái việc nhỏ nhỏ này. Và khi mà anh tích lũy được nhiều việc đó thì anh trở thành một người toàn đi làm những cái việc nhỏ nhỏ nhưng mà có được thu nhập hàng ngày. Lý do tại sao bây giờ người ta muốn những cái đó là họ muốn có được cái thời gian do họ lựa chọn, họ có thể tự chọn làm khi nào hay không, họ không có một cái người mà người sếp để mà ở trên nói xong hey, mày lo làm này này, tại sao đi trễ, tại sao vân vân nữa đó. Và trên cái thế giới ngày hôm nay 81% đang muốn cái đó, 79% đang muốn làm những cái mà như là chúng ta đang làm. Okay. Cho nên có nhiều người nói tôi ra ngoài nói ai cũng từ chối hết, ai cũng không nghe hết. Tôi nói New Skin bà con trẻ là tại vì cái cách mình chia sẻ chưa thích hợp, cái cách mình chia sẻ chưa hợp với cái người đó, cái cách mình chia sẻ không đúng với người đó. Chứ họ đang trên thế giới bây giờ người ta đang muốn có những cơ hội để có thể làm việc từ ở nhà, làm việc với cái việc mà
mà có sự lựa chọn, có sự linh động hơn. Ok, và bây giờ trên thế giới nói về kinh doanh nè, một á, có nhiều cái lựa chọn họ có thể bắt đầu mở một cái kinh doanh. Một là họ có thể tự mở cái gì đó, đúng không? Nhưng mà tự mở thì họ tự sống tự diệt đó, họ phải lo hết từ đầu tới cuối. Còn nếu không đó, họ có những cái hệ thống mà hỗ trợ cho họ đó, thì đầu tiên á, các chị nhìn xuống trong màn hình đó bên phải đó, thì franchise là một cái mô hình mà nhượng quyền đó, là ví dụ như McDonald's. Và khi mà mình mở một cái cửa tiệm McDonald's, thứ nhất là cần 1 triệu. McDonald's đòi hỏi mình phải có 1 triệu đô mình mới mở được. Và thứ hai đó là mình phải đi học rất là nhiều nè, đi học ở cái trường của McDonald's, rồi mình phải mướn mặt bằng, mình phải chọn mặt bằng, rồi mình phải qua thành phố, rồi là mình phải sửa sang lại, vân vân, rất là nhiều tiền. Và mình phải đầu tư cả triệu. Có những cái công ty nhượng quyền khác đó thì mình có thể ít hơn, Subway hay là trà sữa vân vân. Có những cái khác có thể là 200 ngàn, 300 ngàn, có thể những cái cũng 100 ngàn, ít cũng là 100 ngàn. Ok, nhưng mà mình phải lo lo hết là từ việc mà thuê mặt bằng vân vân. Có nghĩa khi chúng ta kinh doanh như vậy đó, chúng ta có thể mất hết, đúng không? Cái rủi ro là mất hết, tại vì chúng ta bỏ 1 triệu ra, bỏ 200 ngàn ra mà chúng ta làm không thành công thì cái công ty McDonald's đâu chịu trách nhiệm cho cái kinh doanh của chúng ta đâu. Họ hỗ trợ những phần khác nhưng mà họ không, họ huấn luyện, họ chỉ cách làm nhưng mà họ không có chịu trách nhiệm cho sự thành công của chúng ta. Cho nên một tiệm trà sữa cũng vậy, mình thua là mình thua hết, mất hết 200 ngàn đó, 300 ngàn đó, đúng không? Rồi cái kế tiếp là có những cái mà người ta cho thuê nhà chẳng hạn đi, Airbnb chẳng hạn, đúng không? Cho thuê nhà. Và trong những cái thời gian cho thuê nhà đó đó thì người ta cũng đầu tư vô căn nhà. Căn nhà có thể là 300 ngàn đô trở lên, 200 ngàn, ít nhất 200 ngàn đô trở lên, đúng không? Và nếu có chuyện gì xảy ra với căn nhà đó, giống như trong mùa dịch này đâu có cho ai thuê được, thì rủi ro là sao? Mình có thể mất trắng căn nhà, mình mà không có tiền trả những cái thời gian này là mình có thể mất trắng căn nhà, đúng không? Hoặc là chuyện gì xảy ra với căn nhà thì không ai chịu trách nhiệm cho mình hết. Một cái dễ dàng hơn nè, rẻ tiền hơn nè, là gig work, là lái xe Uber hay là Grab ở Việt Nam. Nhưng mà rồi trong cái thời gian này Uber không chạy được, đúng không? Cho tới khi mà nó mở cửa trở lại tất cả khắp nơi thì Uber có thể chạy lại được. Nhưng mà cái việc Uber mình cũng phải đầu tư vào chiếc xe cũng phải 20 ngàn tới 40 ngàn đô. Và nếu có chuyện gì xảy ra với chiếc xe, mình không có lợi, đúng không? Mình cũng cũng rủi ro là mình cũng chiếc xe càng ngày nó càng xuống giá và mình đâu có kiếm được tiền khi cái xe nó xuống giá như vậy. Rồi làm địa ốc. Địa ốc thì đơn giản hơn, đúng không? Địa ốc thì mình cũng phải học, rồi mình cũng phải trở thành thành viên của những cái công ty, rồi ít nhất cũng phải 1 ngàn đồng. Nhưng mà thật sự học những cái đó ra thì phải 2-3 ngàn lận, nhưng mà ít nhất đó mình cũng phải bỏ ra 500 tới 1 ngàn đồng để trở thành người địa ốc. Và cũng chẳng có ai bảo đảm được mình sẽ thành công. Và khi mà mình có không kiếm được tiền đó, thì những cái số tiền mình đã xài ra là nó mất rồi, gone, không lấy lại được, đúng không? Còn đối với chúng ta mô hình kinh doanh bán hàng trực tiếp thì thường đó không có, bây giờ thì ít công ty mà bắt buộc mình phải mua một món hàng gì lắm, nhưng mà thường nếu có bắt buộc đó thì hoặc là đầu tư đó thì 80 mấy đồng trung bình, 82 đồng cho là 100 đô để mà bắt đầu một cái kinh doanh, nó không có nhiều, đúng không? Và tất cả những cái công ty mà nằm ở trong cái thành viên của DSA đó thì tất cả trong vòng 1 năm đó họ có thể trả hàng lại và công ty đó sẽ hoàn lại 90%, thì tính ra rủi ro là 10%. 100 đồng rủi ro, 10% có 10 đồng, nó không có nhiều hết mà chúng ta có cơ hội để chúng ta kinh doanh. Ok, rồi bây giờ đó nói so sánh một số thông tin giữa những các công ty mà bán hàng trực tiếp này, họ làm việc như thế nào này. Nói về cơ cấu của các công ty giống nhau hết. Ví dụ đưa ra một ví dụ là Nike. Trong công ty Nike thì ở trên là có ai? Tổng giám đốc này, rồi có các giám đốc của những thị trường, giám đốc này, rồi có những người quản lý những cái thị trường này, thị trường Việt Nam, thị trường Nhật, thị trường vân vân. Rồi có những người director về 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 bán hàng này, sales này, rồi là có những người quản lý bán hàng này. Công ty New Skinny Trang, tổng giám đốc, các giám đốc, các quản lý của những thị trường, director quản lý vân vân, giống như Trang. Và cả hai công ty đó, và cả hai công ty đều có bộ phận nghiên cứu, phòng thí nghiệm, khoa học gia, nhà kho, pháp lý đầy đủ hết. Cả hai bên đều có hàng hóa, nhân viên, đúng không? Có lý không? Cả hai bên đều có, nó giống y chang nhau. Vậy thì khác ở chỗ nào? Tại sao chúng ta có thể bắt tay cộng tác với Nu Skin mà chúng ta không thể nào bắt tay cộng tác với Nike được? Về cơ cấu làm ăn, đây, cơ cấu làm ăn đó là vậy nè. Nike, công ty của họ bán những đôi giày qua các đại lý,
đương nhiên họ có áo, có quần vân vân nữa, nhưng mà họ bán sản phẩm của họ qua các đại lý. Ví dụ các anh chị có thể mua một đôi giày ở Macy's hay là JCPenney hay là một cái chợ nào đó, các anh chị tới đó mua, đó là đại lý của Nike, và đương nhiên họ bán cho anh chị một đôi giày 100 đô, 200 đô. Nếu đôi đó 200 đô đó thì cái tiệm đó họ phải 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 nhận được cái tiền lời của họ phải là 100 đô, 50% ít nhất. Có nhiều khi mà những cái ngày lễ đó nó bán hạ giá 70% mà nó vẫn có lời, thì các anh chị nghĩ là nó lời bao nhiêu? Tính ra cái tiền lời trong những cái đó rất là nhiều. Có nhiều người nói là sản phẩm Nu Skin là người ta nâng giá lên đó, nâng giá lên để trả tiền cho tụi mình. Các anh chị mua một đôi giày Nike ở trong đó, có nhiều khi áo quần cũng vậy đấy, người ta hạ giá 70% mà người ta vẫn còn bán, thì anh chị nghĩ là cái tiền lời trong đó nó bao nhiêu, họ nâng cái giá lên bao nhiêu, nhiều hơn so với chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà ít nhất họ phải lời 50%, đúng không ạ? Cho nên một đôi giày 100 đồng thì họ phải lấy được 50 đồng, rồi họ lấy từ Nike là họ trả cho Nike 50 đồng thôi, còn lại 50 đồng họ phải bỏ túi chứ, đúng không? Và tại vì 50 đồng đó họ phải lo cái cửa tiệm nè, rồi là nhân viên vân vân, và họ bán những cái đại lý đó bán, và tiền lời cho đại lý là 50%. Còn đối với Nu Skin á, mình không có những đại lý, những cái cửa tiệm khắp nơi như vậy, công ty chọn không có dùng mô hình đó, và công ty sẽ dùng những người đại diện thương hiệu là các anh chị, là Thắng, là chúng ta, và công ty sẽ trả ra 42% cái tiền lời của công ty, cái tiền của revenue, doanh thu của công ty đó, trả ra 42% cho chúng ta. Tuyệt vời không ạ? Ok, cho nên là về cái cách này hợp tình hợp lý không? Ok, và cách trả thưởng của Nu Skin là như sau: mọi người chúng ta bắt đầu từ zero, và chúng ta khi chúng ta đăng ký mã số với công ty, chúng ta có quyền mình mua sỉ cái sản phẩm và mình có thể bán lẻ ra. Khi bán lẻ thì chúng ta lời từ 25 tới 30%, và nếu chúng ta chỉ muốn mua sỉ bán lẻ, ok, các anh chị có thể làm điều đó, và chúng ta có thể kiếm vài trăm đồng một tháng qua kiểu này. Và khi chúng ta giới thiệu một người vào họ mua sản phẩm thì chúng ta kiếm được từ 5 tới 15% trên cái giá sỉ. Ok, và đương nhiên là chúng ta muốn có nhiều tiền hơn đó, thì chúng ta cần trở thành quản trị viên, và quản trị viên thì chúng ta cần 6.000 điểm trong vòng 6 tháng. Đương nhiên là chúng ta nên làm trong vòng 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng thôi. Nhưng mà khi chúng ta có 6.000 điểm, 6.000 điểm ở Mỹ nó tương đương với 6.600 đô. Ok, và khi mà chúng ta có được 6.000 điểm đó thì chúng ta bước tới bước kế tiếp là chúng ta xây dựng nhóm, là chúng ta trở thành quản trị viên. Quản trị viên đó thì chúng ta sẽ kiếm từ 5 tới 40% cái doanh số của nguyên cái hệ thống chúng ta. Và ở đây chúng ta có thể kiếm tiền ngàn, 1.000, 2.000, 3.000, hoặc hơn hơn thế nữa. Rồi bước vào số 4 đó, chúng ta giúp cho những người khác trở thành quản trị viên thì chúng ta trở thành lãnh đạo. Và phần lãnh đạo này thì chúng ta có thể kiếm tiền chục ngàn. Ở đây chúng ta giúp một người trở thành quản trị viên, chúng ta là gold, lapis, hai hoặc ba người đó thì chúng ta là thành lapis, bốn người thì chúng ta trở thành ruby. Rồi chúng ta giúp cho những hệ thống đó, những người đó có hệ thống lớn hơn đó, thì chúng ta trở thành emerald vân vân. Nhưng mà lên cao nhất là Blue Diamond Team Lead ha. Ở đây chúng ta có thể kiếm tiền chục ngàn. Thu nhập trung bình của công ty Nu Skin bắt đầu thì chắc chắn là zero. Các anh chị tham gia chắc chắn anh chị sẽ không kiếm được tiền, đúng không? Tham gia không kiếm được tiền, đăng ký không kiếm được tiền, chỉ có khi mình hành động tạo kết quả thì mình mới kiếm được tiền. Hợp lý không ạ? À? Có nhiều người vào đây nói ủa tại sao 3 tháng mà tôi không thấy tiền? Có làm cái gì đâu mà có tiền. Chỉ có những người nào hành động làm đúng, làm đủ mới có tiền theo mức ấn định. Và cái điều hay ở đây này, trước đây nếu anh chị có kiếm hàng chục triệu đô la, là một người đại gia triệu phú, hay là anh chị là một người mẹ bỉm sữa ở nhà, không có bằng cấp, không có đi học, không có kinh nghiệm gì về về cuộc sống, các anh chị bắt đầu giống nhau, nó rất là công bằng. Và từ đây chúng ta có thể cùng nhau làm việc. Và cái người mà triệu phú chưa chắc họ kiếm được cái thu nhập, hoặc họ chưa chắc họ thành công hơn một người không có gì trước khi Nu Skin. Vào Nu Skin dựa theo sự phấn đấu, dựa theo cái mục tiêu và làm việc nhiều đó thì chúng ta có kết quả nhiều. Và ở đây một người quản trị viên trung bình kiếm được 500, một người gold có thể kiếm được 900, và lên thế nữa 1.500, 2.500, 5.000, 9.000, 43.000 một tháng. Có những anh chị nào có giấc mơ là mình ước gì mình có thể tăng được cái thu nhập, hoặc là kiếm đủ thay thế cái thu nhập hiện tại của mình mà mình có thể ở nhà được không? Có đúng không? Có anh chị có thể nhìn vào bảng này nói à, cái thu nhập của tôi nằm ở mức đó, mức emerald tôi muốn emerald, mức lapis tôi muốn lapis. Rồi sau đó mình sẽ đi xa hơn nữa. Có anh chị nào có bao giờ ước mơ là mình kiếm được rất nhiều tiền không? Gấp 5 lần cái số thu nhập mình đang có bây giờ không? Có thể là 30 ngàn một tháng, có thể là 50 ngàn một tháng, hoặc là 100 ngàn một tháng.
Đối với Nu Skin, những điều này đã có nhiều người làm được, cho nên chúng ta cũng sẽ làm được. Cái giấc mơ không có giới hạn, anh chị hãy phấn đấu để đạt được giấc mơ của mình. Rồi bây giờ ví dụ này, chúng ta trở thành quản trị viên là giống như chúng ta mở được một cửa hàng của mình, mở được một cái tiệm Nu Skin của mình. Giống như mình thay vì mở nhà hàng, thay vì mở tiệm nail vân vân, thì mình sẽ mở được một cái tiệm Nu Skin của riêng mình. Khi mình trở thành quản trị viên, đương nhiên đó, mình đăng ký với Nu Skin miễn phí mà. Mình có thể đăng ký trở thành một nhà phân phối và làm sao cũng được. Bán hàng thì kiếm tiền lẻ, bán kiếm được khoảng 20-30%, rồi chia sẻ cho người khác mình kiếm được 5%. Nhưng mà nếu các anh chị muốn kiếm nhiều tiền thì hãy mở một cửa tiệm, làm ông chủ của cửa tiệm Nu Skin của mình. Đương nhiên cửa tiệm này mình không có cần phải bỏ tiền ra đầu tư để mà mướn mặt bằng, mướn nhân viên rồi trả tiền điện đóm, đúng không? Nhưng mà các anh chị tưởng tượng mình mở một cái cửa tiệm của mình. Để mở một cửa tiệm đó thì mình cần phải có điều kiện. Ở ngoài kia điều kiện mở một cái nhà hàng thì mình cần phải mướn mặt bằng rồi tùm lum hết. Ở đây để mà có một cửa tiệm riêng của mình cần 6.000 điểm trong vòng 6 tháng. Sản phẩm của Nu Skin tích bằng điểm, lý do là tại vì Việt Nam đồng, US dollar rồi tiền euro vân vân, nó không có đồng loạt thì dùng cái số điểm nó sẽ một cái gì mà tất cả các thị trường đều có thể đồng loạt được. Chúng ta có 6.000 điểm thì chúng ta trở thành quản trị viên và chúng ta có một cái giống như là một cái cửa tiệm Nu Skin, đúng không? Và lý do tại sao chúng ta muốn cửa hàng, vì khi chúng ta có cái tiệm Nu Skin thì chúng ta sẽ kiếm được từ 5-40% của tất cả những gì xảy ra trong tiệm đó, những cái doanh thu trong tiệm đó. Và đương nhiên chúng ta vẫn có thể bán lẻ để kiếm được 30%. Okay. Rồi đây là cái hệ thống nhượng quyền của anh chị nè. Anh chị trở thành quản trị viên, anh chị có một cửa tiệm Nu Skin rồi. Cái việc của chúng ta là nhân rộng để những người trong cái tiệm của chúng ta đó họ cũng ra họ mở những cái cửa hàng khác. Họ ra họ mở ra giống như là cái franchise, giống như cái hệ thống nhượng quyền vậy đó. Và đương nhiên là mình có được cái tiền lời và cái tiền hoa hồng trong cái tiệm của mình. Những người khác họ cũng ra họ mở những cái tiệm này do mình giới thiệu. Khi mình giới thiệu ra đó thì họ có những cái cửa tiệm này và người khác họ ra mở tiệm. Người này ra mở tiệm, em ra mở tiệm, người bạn ra mở tiệm. Một người nào đó mình hướng dẫn làm việc, họ ra mở tiệm, đúng không? Thì mình sẽ kiếm được 5% của mỗi tiệm đó. Trong cái tiệm riêng của mình sẽ kiếm từ 5-40% của tiệm mình. Còn những người đó ra mở tiệm đó, thì cái tiệm của họ đó, doanh thu tiệm họ mình sẽ kiếm được 5%. Hợp lý không ạ? Nếu các anh chị dùng theo mô hình của McDonald's chẳng hạn đi, anh chị làm, ô hay quá, mình kiếm được nhiều tiền từ McDonald's, mình tuyệt vời quá. Mình giới thiệu thằng em của mình vào làm và nó mở một cái cửa tiệm McDonald's, thì mình có thể chỉ việc mình hướng dẫn mình giúp nó hết và cuối cùng mình không kiếm được đồng nào hết, là tại vì những cái tiền lời những cái McDonald's lấy hết, đúng không? Những cái tiền 5% 7% McDonald's lấy hết, mình không có phần cho dù mình giúp. Còn đối với Nu Skin mình sẽ có ạ. Ok, và điểm điểm hay nè, nó không dừng ở những cái tiệm mình giới thiệu và hướng dẫn cho 6 người họ ra họ mở tiệm đó, mở tiệm Nu Skin đó, thì mình có được 5% từ mỗi tiệm, mà nó không ngừng ở 6 tiệm đó. Những người này cũng có bạn bè, cũng có gia đình, những cái người chủ tiệm này nè, họ cũng có người quen vân vân, họ sẽ muốn giúp cho người khác có tiền. Thì khi họ mở ra giúp cho người khác mở ra những cửa tiệm nữa đó, thì bây giờ mình có một hệ thống kinh doanh mà có thể nằm bất cứ quốc gia nào. Mình không cần phải qua bên Mỹ, không cần qua Canada, không cần qua Úc. Nhưng mà mình có thể mở những cửa tiệm này bằng cách là đăng ký cho họ trên một website gọi là nuskin.com. Nó đơn giản như vậy, thay vì mình phải bay qua đó rồi bỏ ra đầu tư tùm lum hết, không có. Và mình có thể hướng dẫn cho nhau làm việc, có đội nhóm hướng dẫn rồi, qua Zoom nè. Ok, và ví dụ đây là mình có chia sẻ cho 6 cửa tiệm. 6 cửa tiệm này là chia sẻ cho những người khác ra mở tiệm, rồi những người đó là chia sẻ cho những người khác nữa, và những người khác nữa, và những người khác nữa. Và chúng ta có 6 đời như vậy đó. Có thể có tới 10 đời, 20 đời đi, nhưng mà chúng ta sẽ nhận được 5% từ 6 đời. Ok. 5% từ mỗi cửa hàng của 6 đời này, đời thứ 7, đời thứ 8 trở xuống đó, thì chúng ta sẽ không có hưởng được cái tiền hoa hồng nữa. Những người trong hệ thống chúng ta sẽ hưởng được. Cho nên cái này không phải là mình ngồi trên mình ăn hết. Có những người vào sau, họ có cơ hội khi mà họ phát triển cái đời thứ 7, số 8, số 9 nó lớn hơn chúng ta đó, họ sẽ kiếm được cái số tiền nhiều hơn chúng ta nữa. Ok. Rồi bây giờ ví dụ nè, mình chia sẻ cho 6 người họ ra mở tiệm, họ ra trở thành quản trị viên đó. Rồi 6 người này giới thiệu cho 2 người khác trở thành quản trị viên là 12. 12 người này giới thiệu cho 2 người khác là 24, rồi tới 48, 96, 192, đúng không? Tất cả những người này trở thành quản trị viên và mỗi cửa tiệm của họ mỗi tháng doanh thu là 3.000.
trung bình, đang nói trung bình, có những tiệm sẽ là 5.000, 10.000, có những tiệm là 2.000 vân vân. Nhưng mà mỗi tiệm mà 3.000 á thì chúng ta sẽ có này, đời đầu tiên là 18.000, đời thứ hai 36.000, rồi 72.000, cộng lại hết đó là 1.134.000 doanh thu. Trong New Skin mà chúng ta nhận được 5% của số đó, đó thì chúng ta có 56.000. Nếu chúng ta xây dựng mà được một nửa số đó thì sao ạ? Một nửa số đó thì chúng ta có 28.000. Một phần tư số đó thì chúng ta có 14.000. 14.000 tuyệt vời không? Tuyệt vời. Và cái điều đặc biệt là con số này có thể tăng gấp đôi khi tất cả những cửa tiệm này, mỗi cửa tiệm đi giới thiệu và hướng dẫn cho một người khác mở cửa tiệm riêng. Có nghĩa là trong New Skin, cái kinh doanh có thể nó đi tới cấp số nhân đó, là vậy. Ok, và nói một tí về công ty này, sứ mệnh và tầm nhìn của công ty. Sứ mệnh của chúng ta là trở thành đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp trên khắp thế giới bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm cải tiến cùng với nền văn hóa phong phú và tiến triển. Tầm nhìn của chúng ta là trở thành công ty mang nền tảng cơ hội kinh doanh hàng đầu thế giới thông qua việc trả thưởng cho các nhà phân phối lãnh đạo. Giá trị của chúng ta là tuân thủ chuẩn mực đạo đức, trung thực, sáng tạo, lạc quan, giàu lòng nhân ái và là đội ngũ làm vì những điều tốt đẹp. Tuyệt vời không anh chị? Đối với công ty New Skin, còn đối với chúng ta là đội nhóm GIFT. Đội nhóm GIFT là đội nhóm doanh nhân có ảnh hưởng và tầm nhìn toàn cầu đó. Thì GIFT là một môi trường dành cho những người muốn cống hiến với sứ mệnh hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống, cùng kim chỉ nam kết nối từ trái tim đến trái tim bằng gia đình, bằng giá trị là gia đình, trách nhiệm, sự chính trực, tinh thần lãnh đạo và lòng yêu thương. Thắng rất là hãnh diện mình là mình được trong một đại gia đình GIFT. Và tiến sĩ Covey, Stephen Covey là người mà viết cuốn sách 7 thói quen của những người thành đạt đó. Ông ấy chia sẻ là trong 40 năm làm việc với mọi người trên thế giới, tôi rất ấn tượng với những người làm marketing mạng lưới mà bán hàng trực tiếp giống chúng ta đó. Đó là những con người đam mê làm việc với những công ty có sản phẩm và dịch vụ thực sự đáp ứng nhu cầu của con người. Họ rất hào hứng về tương lai của mình và khả năng có thêm tự do thời gian và tài chính. Họ là những cá nhân muốn cân bằng trong cuộc sống và sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được điều này. Giống giống cái anh chị nghe giống anh chị không? Bản thân Thắng cũng phải cảm thấy hãnh diện. Khi mà Dr. Stephen Covey là người mà viết cuốn sách 7 thói quen, một trong những cuốn sách mà nổi tiếng nhất thế giới, hàng đầu thế giới. Và ông nói như vậy, ông đam mê những ông ngưỡng mộ những người như tụi mình. Bây giờ đi vào cái cách làm việc này, hệ thống và quy trình. Đội nhóm GIFT có những cái sự hỗ trợ và đã có những cái bài hướng dẫn cho anh chị và có quy trình làm việc như sau. Thứ nhất, mình ngồi xuống mình thiết lập mục tiêu. Của người bảo trợ, luôn là người bảo trợ, họ có thể hỗ trợ cho mình thiết lập mục tiêu. Sau đó mình viết xuống danh sách những người mình quen biết, rồi mình mời họ để tìm hiểu cơ hội kinh doanh hoặc là sản phẩm. Mình chia sẻ cho họ qua cách mình đích thân làm hoặc là mình nhờ người khác hay là dùng những video. Mình giải quyết tình huống, mình giúp cho họ khởi động và rồi mình kết nối họ. Okay. Bước đầu tiên đó là nói về mục tiêu. Khi mình thiết lập mục tiêu đó thì trên thế giới này 2% dân số của thế giới là những người siêu giàu và họ là những người mà làm chủ tới cái thu nhập hay là cái tài sản của thế giới. Và khi mà hỏi họ đó là họ ngày mai họ làm cái gì, tuần sau họ làm cái gì, năm sau họ sẽ kiếm bao nhiêu tiền là họ có hết. Họ có những mục tiêu rất rõ ràng, họ ghi xuống mục tiêu của họ và họ có kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu đó. Cho nên cái chìa khóa thành công của chúng ta là làm sao mà mình biết được cái lý do tại sao mình làm việc và mình có thể ghi chép những cái mục tiêu rõ ràng để chúng ta thành công. Thì đầu tiên để bắt đầu thì các anh chị cần phải xác định lý do tại sao anh chị bắt đầu với New Skin. Và đây sẽ là cái kim chỉ nam để giúp cho các anh chị vượt qua những khó khăn và đạt được kết quả của mình nè. Và các anh chị có thể viết xuống xác định cái lý do tại sao anh chị làm New Skin. Một vài gợi ý, maybe có thể là để tăng thêm thu nhập, để có một cái thu nhập thứ hai, để có thể mua nhà mới, mua xe, mua đồ dùng, sửa cái nhà bếp, đi du lịch, đầu tư cho con cái học hành, chăm sóc sức khỏe cho gia đình, cho cha mẹ, làm từ thiện, có tự do về thời gian và tài chính, phát triển bản thân, gặp gỡ để quen biết thêm nhiều bạn bè, nghỉ hưu một cách sung túc và để lại gia sản cho con cháu. Ok, một cái anh chị có thể viết xuống một trong những lý do đó hoặc là tất cả những lý do đó hoặc là cái lý do gì đặc biệt đối với anh chị. Rồi và các anh chị cần phải có mục tiêu trong vòng 30 ngày.
Khi mà viết xuống mục tiêu 30 ngày thì anh chỉ cần phải viết xuống là cụ thể mục tiêu của tôi là cái gì. Khi nào mình đạt cái ngày giờ mình muốn đạt được cái giấc mơ đó, cái đại mục tiêu đó. Tại sao mình muốn mục tiêu này? Hình dung là các anh chị đã đạt được rồi. Ví dụ anh chị mới đi, anh chị hãy tưởng tượng anh chị tới cái ngày mà anh chị khai trương cái cửa tiệm Nu Skin, anh chị là trở thành quản trị viên, là bây giờ chính thức có một cái cửa tiệm riêng đó. Quản trị viên là 6.000 điểm. Anh chị tưởng tượng là ngày này tháng sau anh chị trở thành quản trị viên thì nó như thế nào, đúng không? Một cái bước rất là quan trọng. Rồi sau đó đó, những cái điều cần thiết để đạt được mục tiêu đó là gì? Kiến thức, kỹ năng và đặc biệt nhất là hành động đó. Và bây giờ ngày hôm nay mình có thể bắt đầu làm gì để gần hơn với mục tiêu của mình, và mình tiếp tục làm cái đó mỗi ngày để đạt được mục tiêu của mình. Có thể là chia sẻ cho mỗi ngày một người, hoặc là xài sản phẩm thật là đều đặn để chứng minh kết quả, đúng không? Ok, thứ hai đó, viết xuống danh sách những người mình quen biết. Danh sách là tài sản của mình không có bỏ ra hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tiền vốn để làm Nu Skin, nhưng mà mình hãy bỏ ra cái danh sách những mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Thứ nhất là những người trong gia đình của mình, hãy viết tên họ xuống, họ có nhu cầu gì, họ cần gì. Rồi danh sách bạn bè của mình, những người mà mình làm ăn chung, những người đồng nghiệp của mình. Rồi cái thứ số 4 đó là những người mà trong cộng đồng của mình, những người đi nhà thờ chung, những người đi chùa chung, hay là bây giờ trên trên thế giới thì mình sống trên mạng đó, những người trong những cái nhóm làm việc chung, nhóm nhóm sinh hoạt chung, nhóm cộng những cộng đồng trên Facebook. Và chúng ta có thể viết xuống những người danh sách những người khách hàng, rồi những người đối tác để chúng ta liên lạc cho họ với họ. Okay. Và mỗi người như vậy hãy liệt kê đó, tên của họ là gì, họ đang làm ngành nghề gì, họ thích cái gì, và ba lý do tại sao có thể họ sẽ tham gia Nu Skin để làm việc với mình. Rồi khi mà các anh chị có danh sách rồi đó, đội nhóm gift có những cái live, những cái zoom để giúp cho anh chị có thể mời những người này tìm hiểu, họ có thể coi cái cơ hội kinh doanh, họ có thể coi về sản phẩm, họ có thể coi về tư duy, hoặc vào để nghe về tư duy thói quen thành công đó. Và những cái này mình có thể mời họ tham gia được cái những cái chương trình zoom. Đương nhiên là những cái khác như huấn luyện kỹ năng thì họ chưa cần, họ đang muốn tìm hiểu thôi mà, thì mình mời họ vào để coi thứ hai, thứ tư, thứ bảy là có những cái chương trình họ có thể coi được. Thứ hai là cơ hội kinh doanh, thứ tư là huấn luyện về sản phẩm, thứ bảy là nói về tư duy và thái độ có thói quen thành công, họ có thể nghe được những cái đó. Ok, rồi tới khi mời đó, khi mà chúng ta có danh sách rồi thì chúng ta mời họ tìm hiểu. Mời thì thứ nhất mình còn phải có mục tiêu mình muốn mời họ cái gì. Trước khi mình gọi họ thì mình phải biết, ồ hôm nay tôi muốn mời chị Trang làm gì đây, rồi mình mời họ đi đâu, có thể là đi coi một cái gì đó, hay là qua Facebook, hay là qua YouTube, vân vân. Rồi mình nói là tại sao mình sẽ mời người này, thì mình có những cái lý do tại sao họ muốn tham gia Nu Skin, muốn xài sản phẩm Nu Skin, mình dựa trên những cái lý do đó để mình hỏi mình là tại sao. Và mời này, ví dụ anh chị muốn tìm muốn muốn mời một người tìm hiểu tới cơ hội kinh doanh đó, thì anh chị có thể đưa ra một cái câu mời, một vài câu mời đơn giản. Tình hình kinh tế hiện nay có ảnh hưởng tới gia đình chị Trang không? Nếu có cách để kiếm thêm tiền đó thì chị Trang có muốn tham khảo không? Vậy thôi, đơn giản đúng không? Em có cái video này hay lắm. Ok, em sẽ gửi cho chị. Hay là chị Trang ơi, hôm qua em mới coi, hôm hôm vừa rồi em nghe chị nói là chị muốn kinh doanh, thử một cái kinh doanh gì đó, đó. Em có một cái video này hướng dẫn cách kinh doanh em thấy rất là hay. Ok, chị cùng em tham khảo nhé. Đó, đúng không? Như là nói chị Trang ngày hôm qua em có nghe một cái video rất là hay hướng dẫn chia sẻ cách kinh doanh bán thời gian, và em đã quyết định tham gia và em nghĩ ngay đó chị. Em có thể gửi cho chị để tham khảo không? Rồi mình gửi video. Rồi, có những cái cách đơn giản đúng không? Và sau khi mà mình có danh sách rồi đó, mình mời đó, thì bước kế tiếp này mình cần phải trải nghiệm sản phẩm với chị. Mình phải chứng minh là những cái sản phẩm hiệu quả, mình phải chứng minh là kết quả của Nu Skin tuyệt vời. Bằng đó, bằng cách đó chúng ta phải xài những sản phẩm này và phải xài rất đều đặn. Một người khách hàng xài để cho họ khỏe, để cho họ đẹp, để cho họ trẻ, ok, rất là tốt. Một nhà phân phối thứ nhất chúng ta xài cũng giống như người khách hàng, để cho chúng ta khỏe, trẻ đẹp. Mà thêm một lý do nữa là để chúng ta kinh doanh. Cho nên một nhà khách hàng đó, họ có thể xài hôm nay rồi tối nay mệt mệt thôi họ đi ngủ, họ quên xài, ngày mai họ xài không sao hết, họ trẻ hơn, trễ một ngày thôi. Nhưng mà chúng ta là những người kinh doanh, chúng ta không có trì trệ được trong cái công việc mình xài sản phẩm đều, tại vì chúng ta kết quả có càng trễ kinh doanh chúng ta càng chậm. Và chúng ta đã kinh doanh với Nu Skin đó thì chúng ta cần phải kinh doanh nhanh, đúng không? Chúng ta phải có kết quả. Nếu mà chúng ta không kinh doanh nhanh, nhưng mà ít nhất chúng ta cần phải có kết quả nhanh để chứng minh cho những người khác biết là hay, kết quả sản phẩm tuyệt vời này. Vì vậy chúng ta cần phải trải nghiệm sản phẩm, và đây là những dòng sản phẩm các anh chị cần phải xài.
Các anh chị bắt đương nhiên là không không ai bắt buộc anh chị được, đội nhóm ghép không bắt buộc được, công ty cũng không bắt buộc. Nhưng mà các anh chị có thể xài những sản phẩm này để các anh chị chia sẻ một cách đơn giản nhất. Các anh chị có thể xài bộ sản phẩm mà chia sẻ qua mạng xã hội nè, xài bộ sản phẩm làm cho da mình đẹp nè, rồi xài bộ sản phẩm cho chăm sóc sức khỏe của mình nè. Và đặc biệt đó, một bộ sản phẩm mà đội nhóm ghép đang tập trung bây giờ là cái những dòng sản phẩm xài hàng ngày, từ cái bộ kem đánh răng, bộ xà bông tắm, cái bôi gót chân và cái bao bát body butter là cái lotion để mà bôi tay. Đây là những cái mà ai ai cũng xài, nhà nhà đều xài và ai cũng xài đó, thì chúng ta có thể kiếm tiền một cách đơn giản. Cho nên ít nhất cái bộ này gia đình anh chị phải xài cái để mà trải nghiệm, để biết được cái sản phẩm tuyệt vời như thế nào, rồi mình có thể lan tỏa được kinh doanh cũng như là sản phẩm này. Chỉ có khi các anh chị xài sản phẩm, anh chị mới thật sự kinh doanh với Nu Skin được. Tại vì kinh doanh Nu Skin dựa trên sản phẩm mà. Nếu mình không xài sản phẩm thì các anh chị đừng có nói gì tới kinh doanh. Tại chúng ta đã không xài sản phẩm thì các anh chị sẽ chẳng chia sẻ được cho ai đâu, đúng không? Hoặc rồi chia sẻ cho họ rồi họ cũng không không xài sản phẩm giống ta đó. Giống chúng ta đó thì cuối cùng kết quả chúng ta là zero. Tại vì kinh doanh của Nu Skin các anh chị chỉ có tiền khi các anh chị có doanh số. Khi chúng ta có khách hàng có doanh số, thậm chí có khách hàng họ không mua gì, không xài gì thì chúng ta cũng zero. Cho nên cái căn bản của chúng ta phải xài sản phẩm đều đặn, và chúng ta là những nhà phân phối, chúng ta phải xài đều hơn là người khách hàng để chứng minh kết quả. Ok, và các anh chị không có làm một mình, các anh chị có đội nhóm gift cùng đồng hành, và đội nhóm gift có những cái huấn luyện hàng ngày cho anh chị, giống như là những bữa ăn hàng ngày để lấy tinh thần cho anh chị làm việc Nu Skin. Thứ hai đó thì chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh trên Facebook Live. Thứ ba tới thứ bảy thì chúng ta có những cái buổi Zoom khởi động những người mới này, chia sẻ huấn luyện về sản phẩm này, huấn luyện về kỹ năng này, giúp cho chúng ta có những cái chỗ hỏi đáp về kinh doanh này. Chúng ta có thắc mắc chúng ta vào đó chúng ta hỏi, rồi có cái hướng dẫn cho chúng ta làm sao có thói quen, thái độ và tư duy thành công. Trong những kinh doanh khác các anh chị mò hết, tự làm từ A tới Z. Trong này các anh chị học miễn phí. Những người thành công với những kinh nghiệm, những trải nghiệm thực tế họ trải qua như thế nào rồi họ hướng dẫn lại cho anh chị. Anh chị có thể vào trong đó học miễn phí. Các anh chị biết để mà học những cái lớp này ở ngoài đời đó mất biết bao nhiêu tiền hoặc là mất biết bao nhiêu năm, mà trong này mình học miễn phí. Cho nên cái việc anh chị cần đều đặn mỗi ngày là vào để học, vì đây là những kiến thức kỹ năng để giúp cho chúng ta thành công mà chúng ta được học miễn phí. Cho nên anh chị vào đều đặn nhé. Và cuối cùng đó, để thành công trong công việc này chúng ta không cần phải giỏi để bắt đầu, nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu rồi cần làm những gì chúng ta cần thiết, nghề dạy nghề rồi chúng ta sẽ giỏi. Và trong quá trình mà chúng ta sẽ giỏi đó, là cần cần thiết chúng ta học nè, chúng ta hành động nè, để chúng ta đạt được kết quả. Và những cuốn sách mà anh chị có thể đọc được để giúp cho kinh doanh của anh chị rất nhiều đó, là đầu tiên là 10 45 giây tạo nên thay đổi. Cuốn sách này còn được gọi là 10 bài học trên chiếc khăn ăn đó. Có những cái bài học trong đó ngắn ngủn mà hay lắm. Thắng đã có được một hệ thống lớn đó, nhờ qua những cái bài học Thắng học trong cuốn sách này. Các anh chị hãy đọc đi đọc lại. Cuốn sách này rất là mỏng, đọc đi đọc lại. Nói chuyện với người bảo trợ của mình, họ có thể kiếm những cái file, những cái PDF cho anh chị đọc nếu anh chị chưa có mua được ở được cuốn sách chính thức, đúng không? Rồi cuốn thứ hai đó là dám nghĩ lớn, sẽ giúp cho tư duy của mình rất là nhiều. Cuốn thứ ba là câu hỏi là câu trả lời, sẽ giúp cho chúng ta làm sao mà khai thác được. Lúc nãy Thắng nói đó, rất nhiều người đang muốn cơ hội như chúng ta, và chúng ta chia sẻ tại sao họ từ chối không vậy, là tại chúng ta chưa biết cách chia sẻ, chúng ta chia sẻ cái cách chưa có phù hợp. Cho nên chúng ta hãy học cách chia sẻ tốt nhất bằng cách đọc cuốn sách câu hỏi là câu trả lời, sẽ hướng dẫn cho anh chị. Đắc Nhân Tâm, cuốn sách vượt thời gian, đúng không ạ? Đắc Nhân Tâm là cuốn sách mình cần đọc để mà trong công việc này mình giữa người với nhau. Và cuối cùng là cuốn sách Nghĩ và Làm Giàu. Đây là năm cuốn sách mà các anh chị nên bắt đầu đọc ngay bây giờ. Okay. So, đây là kết thúc cái chương trình hướng dẫn cách các anh chị khởi động với Nu Skin. Và Thắng chỉ muốn nói một lời cuối là vậy nè. Các anh chị trong bất cứ công việc nào cũng vậy, đúng không? Mình cần phải có sự khởi đầu và mình phải có sự quyết định đúng đắn để rồi chúng ta làm hết mình, thì lúc đó chúng ta mới có sự thành công. Và đối với bất cứ công việc nào sẽ có lên có xuống, sẽ có khó khăn, sẽ có thử thách. Nhưng mà khi chúng ta coi thử thách khó khăn đó là cơ hội đó, để chúng ta vượt qua, để chúng ta trở nên vững mạnh hơn, thì chúng ta có cơ hội thành công lớn. Vì người thành công họ sẽ thấy những cái cơ hội trong khó khăn.
Còn người thất bại sẽ thấy khó khăn trong cái cơ hội tuyệt vời đó mà anh chị cứ nhìn vào những cái khó khăn không đó thì làm sao mình vượt qua được? Thì chúng ta hãy nhìn vào những cái cơ hội nằm ở trong khó khăn đó. Một người từ chối tôi, ô may quá hôm nay người đó từ chối, để mình có một cái kinh nghiệm mình vượt qua khó khăn này, để sau này đội nhóm mình có những người từ chối thì mình có thể hướng dẫn họ vượt qua được, đúng không? Đó, mình thấy được cái cơ hội trong những cái khó khăn đó. Còn bây giờ một người từ chối, trời ơi, một người từ chối cả thế giới này chẳng ai thích làm luôn xin hết. Tự nhiên mình một vấn đề nhỏ tí vậy này, mình làm lớn toang ra và cuối cùng mình cho mình là cả thế giới không làm Nu Skin, cả thế giới chẳng ai thích mình hết, thì tự nhiên mình nói thôi mình bỏ cuộc, cho cả thế giới không ai thích mình hết thì ai nghe mình nữa, đúng không? Từ một cái nhỏ mình biến nó to ra thì chắc chắn là mình không không có tư duy thành công rồi. Cả chúng ta cần làm đó, ô có 10 người từ chối mình, ô hay quá, 10 người từ chối mình là mình có 10 bài học, người thứ 11 là mình đã trang bị cho mình đầy đủ kiến thức kỹ năng rồi, mình sẽ làm việc hiệu quả hơn. Và thậm chí người thứ 11 có từ chối thì chúng ta sẽ đi nói chuyện với người thứ 12. Và thật sự đó, qua sự thay đổi của chúng ta, qua sự cố gắng phấn đấu của chúng ta, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm ra những người nào thích hợp để làm việc với chúng ta, để bắt tay làm việc cả đời với chúng ta. Và khi đó chúng ta sẽ cùng người đó và những người đó hướng dẫn và đào tạo một cái hệ thống tuyệt vời. Và qua cái quá trình đó chúng ta sẽ giúp cho chúng ta, giúp cho những người đó, giúp cho gia đình của tất cả chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Ok, so các anh chị, kinh doanh nào cũng vậy đúng không, sẽ có khó khăn khó, nhưng mà đối với kinh doanh New Skin, chúng ta muốn được có tiền, có thời gian, có được chất lượng cuộc sống thì nó rất là xứng đáng để chúng ta trả giá bây giờ, rất là xứng đáng để chúng ta vượt qua những khó khăn, để cùng nhau hành động, hành động, hành động để tạo nên kết quả. Cho nên ngày hôm nay Thắng kêu gọi tất cả các anh chị, những đặc biệt là những anh chị mới đó, là hãy ngồi xuống, viết xuống mục tiêu, viết xuống danh sách, rồi bắt đầu mời những người đó tìm hiểu và mình sẽ cùng nhau hành động để đạt được kết quả lớn. Okay, cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều.